Lô, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Cảo em ơi. Ngày hôm nay thì Khải Linh Đảo thay sẽ đồ mới nha mọi người. Ngày hôm nay Khải Linh Đảo sẽ mở đồ mới nè mọi người. Vừa rồi thì Khải mới lấy cái nón này ra nè mọi người. Khải nâng lên cấp 10 và cái áo này Khải đòi lên cấp 10 cho nó đẹp nè mọi người. Thì hôm trước thì Khải mang cái đồ này nè, thì Khải cũng được khán hỏi là 44, 80 chậm, 80 chón, 80 chón, 30 chậm. Thì ở lần này thì Khải sẽ mang cho mình là 90 chón và 20 chậm nè mọi người. Khải mua vào bao tay sinh lực cao nha nè, đã lưng sinh lực cao đó, và khả năng dự định là không biết có nên mang chậm hay không hay là mang kháng họ, và anh em cùng xem thử nha. Bây giờ Khải mới lên đảo xong rồi mà Khải đang đỡ hai bao tay. Lý do tại sao Khải đỡ hai bao tay, một bao tay kháng họ 19 và một bao tay làm chậm 20 đó, và một đôi sẵn một đôi giày sinh lực và tóc 21. Tóc 21 thì khá là phèn, nó không đặt móc chỗ này, cái đó một đôi giày mà tóc 22 đẹp đâu, đôi giày tóc hơi thấp mà không coi được, coi nghiên cứu sau được cái sinh lực nội lực bù cao này mà. Rồi, Khải sẽ tải rồi tăng thử như thế nào nha. Ở set đồ cũ, anh em thấy thì cái nón này 19 kháng họ nè, 30 chón thì đạt móc 80 chón nè. Thì ở cây vũ khí là 20 nè, nón 19 là 30 nè, ngọc bội 30 thì đạt 80 chón, và lượng kháng họ là từ nón là 19 kèm với cái cây vũ khí là 15 nữa là 34 kháng họ nè mày. 34 kháng họ kèm với cái này 5 nữa là 39. 39 kèm với kháng tất cả anh em ở dòng sáng Heaven nữa là 44 kháng họ nha nè. 44 kháng họ và 56 kháng lôi, thì giờ chúng ta thay đổi thì nó có gì thay đổi không nha. 44 kháng họ, 56 kháng lôi và phòng thủ lấy 10 vậy nè, ở dòng phải gia truyền kháng cả năm nè đó, với lại kháng cả năm từ từ Evan đó. Giờ Khải sẽ tải này tăng lại cái bộ này xem thử có gì thay đổi không nha. Bộ này là auto sức mạnh, mang lại nón này, mang lại áo này, nó sẽ đẹp trai hơn em đó, nó sẽ đẹp trai hơn em đó, ok chưa. Ui sụt cái đao cấp 9 nhìn trắng đời vậy, cái này đao cấp 10 đẹp, vừa rồi Khải có đậm mà không lên. Ở cái lần này thì Khải ở này thì Khải đang được là kháng họ được 39 rồi mà, kháng họ được 39, kháng lôi 56. Với lượng máu được rồi, với lượng máu Khải tăng lại lúc nãy là 330 nội công đúng không? 330 nội công thì Khải xin máu bao nhiêu. Thay vào cái này đẹp mát, cái này đã có 10 đẹp nữa mà. Đã có 10 đẹp. Này là 330 nội công này, Khải xem thử là nhưng lúc này tăng như lúc nãy thì lượng máu mà được nhiều. Lượng máu mà được 2k tính ra là hơn cái set kia được vài chục điểm nữa mà. Hơn cái kia vài chục điểm, nhưng mà được cái là ngoại trang ngoại hình nó đẹp hơn nè mà, ngoại hình nó đẹp hơn nha nè. Đó. Đó, ngoại hình nó đẹp hơn. Vẫn như cũ là bao tay này thay vào bao tay 30 thì thay vào 20 thì sinh lực lên được vài chục điểm. Còn set đồ như cũ không gì thay đổi. Đó, không gì thay đổi. Không gì thay đổi. Đó. Còn như Khải, Khải đang dự định là chắc là Khải đợi kháng họ lên em ơi. Tại vì lần này thì mình nghĩ mình làm chậm không cần mình lấy kháng họ quá. Nó làm chậm 20 mang cũng như không nè, mang cũng không đọc móc nè, không đọc móc 40 cũng như không à. Hay là mình mang qua tay kháng họ 19 này lấy kháng họ nha. Hiện tại kháng họ có 39 thôi nè em ơi. Được, Khải tẩy mang qua tay thôi. Kháng lôi thì không gì thay đổi nè em ơi. Kháng lôi thì vẫn 3 món. Vẫn 3 món không gì thay đổi. Chứ là Khải sẽ phải mang qua tay kháng họ vào nè em ơi. Kháng họ nè, mang lại nè. Tay kháng họ, lượng kháng họ được 58, nói chung là kháng được 5x nữa mà. Và máu thì được xem. Đây Khải tăng 330 đúng không? Tăng đây 400 nội công. Mà nè 6k6 nữa mà. Này cho full đam tăng thêm 100 nội công và máu là thấp nữa mà. Này đam nó to hơn mà máu là thấp. Lần này tăng đam phải chơi đam nha em ơi. Mà nè 6k nha em. Bây giờ lên cấp thì tăng thêm nội lực hộ thân tăng lên khoảng tầm 85-86%, khoảng 11-12 điểm tàu vận là ok nè mày. Bây giờ thì ở lần này Khải sẽ tẩy tăng đam nè mày. Tăng đam, lượng kháng thì đẩy lên được kháng họ 58, kháng lôi 56 thì như cũ không nói. Trong là như cũ không nói, nhưng mà được kháng họ đẩy lên nha nè mày. Kháng họ đẩy lên nha nè mày. Mana 6k mấy. Tương đối rồi nè. Đó, nội công 400 luôn nha nè. Phiên bản là phiên đẳng nội công á. Mình cố gắng đẩy cho nó lên đam tí nè mày. Thay đổi sức đồ, đồ mấy cái đao này cấp 10 nó đẹp nha. Đào cấp 9 tiếc quá nè mày. Set đồ nhìn đẹp quá, mà cái đào cấp 9 đẹp quá. Set đồ nhìn đẹp trai. Đẹp trai rồi mà đào mới cấp 9. Ủa, đào cấp 10 nhìn đẹp luôn em ơi. Chắc là đó, cho anh em xem lại set đồ em ơi. Là đang mang là 19-30 nè. 10-30 nè. Đó. Mất đi 5 kháng họ. Tại vì Khải mang phi đao này là được 100 sinh lực nè mày. Mất đi 5 kháng họ. Đúng rồi. Này đau cấp 9.
nói chung là mất 5 căn hộ, mất 80 sinh lực, nhưng mà bù lại là nó được cái ngồi trang đẹp đó mà. Mình thì thích ngồi trang đẹp đó mà, mình thích ngồi trang đẹp chúng thôi. Tầm này mang ra máu mình khoảng một cái mấy nữa mà trang là giờ là ok nè. Rồi rồi không mà khá năng mang giày mọc nữa mà, đang giày mọc. Còn nếu mang giày kim thì khắn họ lên nữa, nếu mang giày kim thì không kết được chót nữa mà. Nếu mang giày kim thì khắn lôi mất đi, khắn lôi mất đi mà được tăng thêm 10 khắn họ. Thôi cỡ tầm này đi thôi, đầu này cho nó đẹp luôn. Sau này Khải có thể ma thay vào tay làm trọng vậy nè, có thể thay ra thì vô tay làm trọng bình thường nhé. Đây tay này 60-80 thì thay được, thay ra thay vào được nè. Mà nếu mà thay ra thay vào được, còn bao tay này không thay được. Bao tay này sức mạnh 100 rồi không thể nào thay được, chỉ thay được bao tay này. Thích mang làm chậm thì thay cái này vào, thích mang căn hộ mang cái này vào. Với 80 sức mạnh thì mình có thể tăng được nè mà. Kiếm gia truyền sức mạnh 15, nhẫn sức mạnh 15, nhẫn sức mạnh 15 và ngọc bội sức mạnh 15 là đạt 80 sức mạnh là mang được nha nè. 80 sức mạnh là mang được. Rồi nói chung là lần này lên đảo thì có thay đổi một tí, từ cấp 86 đến giờ là cũng khá là lâu nè mà, hơn 10 ngày nè mà. Hơn 10 ngày trôi qua nè mày, thì đây là sơ đồ thứ hai của Khải nè mày. Khải vẫn đạt 80 chó nè mày, 80 chó mà full khắn họ, full khắn lôi nha. Này thì vào tống kim đánh thôi nè mày, không có làm chậm. Nhẫn kim nè, một nhẫn kim nè, sinh lực nè, một tay khắn họ 19 nè, cái bộ chó 30 nè. Cái bộ này Khải mua 2 kim, nón này Khải mua 1 kim rưỡi, áo này Khải mua 2 kim. Đao này thì được thằng em cho, đao này cũng được, chắc cũng được vào trong show nè. Còn cái vũ khí này hồi đầu server Khải mua 1 kim rưỡi thì phải, kim rưỡi đầu server, sinh lực cao cho vào đao. Nhưng mà lần này là mình phải thay vào cái đao để mình lấy cái hiệu ứng đẹp trai nè mày. Mình phải thay vào đao để lấy hiệu ứng đẹp trai nè mày. Mất đi 5 khắn họ nè mày, mất đi 5 khắn họ và 80 sinh lực. Mất đi 5 khắn họ 80 sinh lực. Đồ sao ta, uổng không nè, anh em thấy uổng không nè. Mai mốt đổi chứ, mai mốt đổi vũ khí chứ. Đi hôn binh tầm này phí, đi hôn binh là 3 kim mấy lần nữa mà. Đi hôn binh lần này 3 kim mấy mà mang cái đao cho nó hiệu ứng đẹp trai này mà. Giống như vỏ đan luôn này mà. Hay vậy chứ. Này mang đao có 10 nó đẹp nha. Rồi ok, giải được rồi nè mày. Này Khải đợi cấp, úp cấp thì chắc là tăng phải thêm vào tạo vọng. Hay là phải tăng lại như cũ. Tăng lại như cũ thì máu 1.900 như cũ này không gì thay đổi. Nếu mà tận đam to quá nhiều khi cũng chết nữa mà, đâu bao giờ sống đâu. Là đam như cũ nè. Rồi hay là tận tận tròn là 3k3 thôi nè. Để dành lại mình vô máu cho nó khỏe nha. 1k9 hay gì hơn. Giống như thiếu thiên vương đao luôn á này mà, thiên vương đao nữa. Đó. Giống thiên đao không? Hay là dài nha. Tận 50. Máu đường K9 hay là vẫn tăng như cũ nha. Tăng như cũ thì cái lượng đam không có thì đi tống kim kết mà cũng khó. Thôi quyết định tăng full đam đi nè mày. Quyết định tăng full đam nè mày. Máu giảm thúng tí rồi nhờ máu đánh tống kim cho vui nè mày. Còn không được nữa mà lên đảo sâu nè mày. Rồi quyết định full đam đi. Rồi quyết định full đam nha. Rồi máu K6 được rồi. Máu còn xấu, cái này mất là 200, là máu còn cái 4, mất thêm 500, cái máu còn 900. Ok, full down đây nè mày. Đúng rồi, full down đi. Giờ tống kim đứng một chỗ đam mặc định không mà. Thằng nào vô luôn down mình lụm luôn nè. Rồi ok, chung là sẽ đồ ok nè mày. Khải không mang làm chậm luôn nha nè mày. Tầm này thì đa số kẹp góc lát nè mày, không có vô làm chậm làm nhiều nè mày. Tại vì làm chậm 30 cũng không đặt móc. Khả năng dự định lên nhưng mà không đặt móc nên khỏi nè mày, không đặt móc. Không đặt móc nên khỏi đi. Tại vì là mang làm chậm không đặt móc. Khải đang mang khắc họ để cho nó cao để chủ mang thiên nhẫn đó mày. Tầm này thiên nhẫn cũng đau lắm. Cho anh em xem lại tổng sách đồ nha anh em ơi. Sách đồ của Khải thì anh em nào mà chưa biết cách lên đồ phá hành thủy á thì anh em có thể xem theo dõi sách đồ của Khải nè mày. Phá hành thủy nha anh em. Đây anh em ơi. Khải ok cho anh em set đồ nha. Đàn em ơi, Khải đi mũi tiền dạng này. Anh nghĩ mình cho anh em ơi. Đàn em ơi, hiện tại Khải đang mang một cái nón phòng kháng hỏa 1930 thì nón này Khải mua 1.5 kim. Đàn này thì server tầm khoảng tầm vài trăm cho 500 xu cho đến 1 kim đi. Là 2.5 kim. Áo này là 2 kim là 4.5 kim. Da chiên này Khải mua 3 kim là 7.5 kim. Đai này khoảng 500 xu là 8 kim. Giày này khoảng 500 xu là 8.5 kim. Ngọc bội này khoảng 2 kim thì 10.5 kim.
10 kim rưỡi. Là nói chung tổng số đồ khải trên dưới khoảng tầm 11 kim đúng không? 11 kim. 11 kim nha em ơi. Cái này 1 kim rưỡi này, 2 kim này, 2 kim này, 500 xu này, 500 xu này, 3 kim này. À, này cho 500 xu đi. Rồi này 500 xu. Rồi 300 xu, 300 xu. Nói chung là tương đương tổng số đồ khoảng 11 kim em ơi. 11 kim là khoảng tầm 700.000 em ơi. 700.000. 700.000 hiếu hồ ơi. Rồi số đồ ok nè em ơi. Khải không mang làm trọng luôn em ơi. Rồi. Cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên đó lại cho video lên đảo thay đồ của Khải một like cho sẽ ủng hộ cho em ơi. Lần này thì Khải sẽ thay đổi sắc đồ khá đẹp trai em ơi. Áo đường nghề giáp này và nón yến nhật khôi nó khá là đẹp em ơi. Nhìn vào cấm 10 khá là trâu em ơi, khá là chất lượng em ơi. Chỉ tiếc là cái đao nó không được lên cấm 10 thôi. Mà không sao đâu, cái đao nhìn đẹp trai là được rồi em ơi. Này còn mang đao cấm 10 nữa, quá đẹp luôn em ơi. Ok. Thì cái cây này là ngon hơn chắc chắn rồi, nhưng mà mình lại không thích em ơi. Mình lại không thích có hiệu ứng nữa, mình lại thích có hiệu ứng cái đao em ơi. Cái này ngon hơn là ngon hơn chắc chắn rồi, hơn được 80 sinh lực luôn á. Anh em thích cái đao này á, mình lại thích cái đao này. Mình lại thích mang cái đao. Hay là anh em thích kia, hay là anh em như thế nào anh em cho quyết định anh em ơi. Anh em cho phía 1 thì mang cái đao cấp 9 với chống 30, kháng họ 10 và sinh lực 20. Còn anh em phía 2 thì vẫn sẽ mang lại cây vũ khí cũ, kháng họ 15, sinh lực cao và thời gian chống 20 anh em ơi. Anh em thích cái gì anh em ơi. Nói chung là mình ưu tiên anh em thôi, anh em thích thì khải chịu anh em ơi. Cái đao lỗ quá đúng không? Cái đao lỗ quá đúng không? Cái đao quá lỗ luôn, lỗ nem kháng hỏa mà lỗ 80 sinh lực. Thấy vậy là 80 sinh lực của con vỏ đang ngon lắm nè em ơi. Anh em thích gì nè em ơi? Ừ, 80 máu tiền không anh em. Rồi quyết định của anh em thôi, anh em cho quyết định anh em ơi. Nói chung là mình đi theo số đông nha, hai anh em số 2 rồi nè. Rồi giờ anh em vẫn thích, anh em vẫn thích cái kia. Anh em vẫn thích anh em vẫn thích cái vị đao này đúng không? Đình nghiêm số 3 à. Số 3 là 50-50 đúng không người anh em ơi? Nhớ là tỷ lệ số 2 khá là nhiều nha. Là nuôi vô nha. Tùy đúng không? Số 3 là tùy đúng không? Do mình thôi, còn chút dạo. Mình chút dạo chưa nữa mày. Đao cấp 9 xấu quá à. Ok, thôi quyết định theo anh em đi. Bây giờ mình sẽ mang lại cái đao cấp 9 cho anh em. Mang lại đao, đao, họ đao anh em ơi. Ok, theo anh em thích thôi. Nhưng là mình theo số đông anh em ơi. Em thích thì mình chịu rồi. Cái đao này nó sẽ đẹp hơn, sinh lực cao hơn mà. Hello, nó mới vô nha. Ok, anh em thích thì chiều anh em ơi. Đó, đây thì được cái 7 máu. Ok không? Dạ trưởng là được đúng không? Không cần đao cấp 9 đâu. Anh em theo anh em luôn nha. Ok luôn, lấy sinh lực nè mà. Rồi, hôm đấy chưa anh em? Xuống đảo nha mọi người. Lần này lên đảo thì thay chủ yếu ngoại trang nè, cái áo với cái nón. Với định thay cái đao cấp 9 mà anh em lại không thích cái đao cấp 9 nữa. Thì ok, không thích cái đao cấp 9 mình chơi kiểu này nè mà. Phi đao thì máu hơn, ngon hơn anh em ơi. Khá ngon hơn luôn anh em ơi. Nói chung là anh em thích ok. Hello nè mới vô nha, hello nè mới vô nha. Ok, tầm này cứ biêu kháng lôi, kháng họ, chó là báo đó. Ok, hiếu hồ ơi. Kháng họ 613 rồi, ok anh em ơi, tốt không? Rồi, xuống đảo anh em ơi. Giờ là anh em không thích cái đao cấp 9 thì bỏ ra ngoài luôn anh em ơi. Ok luôn, bỏ ra ngoài luôn, không sao hết. Miễn sao anh em thấy thích là được. Rồi, anh em theo dõi video thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like, chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Nói chung là xong hồi quyết định của toàn thể anh em trên kênh cộng đồng Duy Khải Gaming của Khải thì Khải đã quyết định thì chốt anh em ơi. Ở lần này lên đảo thì chúng ta đã có thể nói rằng là full dam. Lực tay lên 2k4 và sinh khí là 138 anh em ơi. Và lượng máu khi sau khi xuống người thì Khải đang được cho mình là 1k7 anh em ơi. Hiện tại được dòng Evan ở kháng cảnh em nè. Và kháng sinh lực 500 á thì máu khá nhiều anh em ơi. Còn nếu mà giữ lại cái cục tiết hoạt tinh này 200 máu nữa là Khải hiện tại Khải đang được hỗ trợ 700 sinh lực anh em ơi. Cái hỗ trợ Evan Khải được 700 sinh lực nữa nè. Nên là ok chưa? Rồi xuống đảo nè mọi người. Rồi, cái này phi phong cho được kiếm phi phong nuốt vô là đẹp luôn anh em ơi. Ừ cái này thì không, cái chón không quan trọng đâu hồi năm đặng ơi. Cái chón kia thì nó 30 chón mang vào thì thành 90 chón thì cũng bằng 80 thôi. Còn cái này vẫn là 80 nè. Vẫn là 80 chón. Rồi, vậy thôi. Tăng trang thêm cái nhận kháng lôi sinh lực cao cao một tí nữa, nhận kháng độc sinh lực cao cao một tí nữa được.
ở bao tay kháng hỏa sinh lực cao cao tí nữa được. Chung là mấy cái này thì tính sau này, mà tầm này đồ cái này là ok này, không có đồ này không có lựa chọn hơn này mà. Rồi xuống đã nha mọi người, cảm ơn em đã theo dõi video này và đừng quên đó lại cho Dương Khảo, like cho sự ủng hộ cho em ơi. Xuống đã nha em, kiếm phi phong nữa này ok luôn em ơi, ok rồi, không như thế đó xuống đảo nha, xuống đảo thôi, rời ra khỏi nơi quỷ quái này, ok man, ok, xong rồi em ơi, ok ọp em ơi, giờ ọp nha em ơi, hẹn em tối gặp lại em ơi, ok bye bye mọi người, hẹn em tối gặp lại nha, bye bye, đừng quên xem live trực tiếp của Khải vào lúc 11:15, 11:50 hàng ngày, cũng như là 19:05 hàng ngày em ơi, bye bye, hẹn em tối gặp lại nha mọi người, món này không dở chết đâu em ơi, món này ok, với này ok. Bye bye mọi người nha, chủ yếu là mình vô cánh full lag này nọ thì nó sẽ trôi nè. Hẹn em tối gặp lại nha em. Bye bye.